cái này ta đâu có kêu là trái bơ đâu. Trái bơ. Trái bơ. Rồi cái này nè, cái này khai đọc cho cô hai chị này. Ok. Giờ này là khai đọc cho chị đây rồi. Khai. Khai đọc chữ này cho cô coi. Đánh bằng chữ nó không đọc được là đánh bằng L. Lá. Lá lá sắc lá. Review, nhưng mà cô thấy tuần này khá hơn tuần trước nhiều lắm rồi đó. Tuần trước có thể là lâu rồi không học quên. Bây giờ review lại là thấy khá rồi. Từ 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 mình sẽ vô lại đâu vào đấy. Đã improve a lot. Tuần này cô thấy là khá, chắc là tuần vừa rồi quên hả? Yeah. Nhưng mà Max học giỏi hơn Kai. Keep you ahead. Những việc ông ăn. Ăn cái gì vậy trời? Cookie. Nhớ bài gì nhiều hơn Kai. Kai là còn confused sometimes. But keep going, mình review lại thì mình sẽ catch up lại, ok? Yes. Nhưng mà cô bướng tụi con phải viết lại nha. Dạ. Phải tập giấy, viết lấy giấy. Tuần tới là phải có giấy với viết chì để ngồi viết nữa. Chứ không có chỉ có đọc vậy thôi. Đọc vậy là sẽ không nhớ. Ok? Kai, dạ. You have to have the pencil and paper next week. Ok. Ok. Cái gì tuần tới cô sẽ tắt ra cho biết ngày nào. Ok. Ok. Dũng không đi làm hôm nay à? Bye bye. Không, hôm nay tụi nó ở nhà, tụi nó không có đi học. Còn bé lớn á, giờ nó không đi học, nó học tiếng Tàu chứ hả? À, đúng rồi đó. Thường thường thứ 6 là 6 giờ tới 8 giờ nó qua bên bà Âu. Dạ, học bên bà Âu hả? 6 giờ rưỡi tới 8 giờ rưỡi nó về. Nó học với bà trong in-person đúng không hả? Dạ, bà Âu. Dạ. Ok. Dạ, anh Anika. Có gì cô cho biết là ngày nào cô rảnh, chắc là thứ 5 hay là cô rảnh cô tắt cho. Ok, còn cảm ơn bà Tiết đi con. Cảm ơn bà Tiết. Tuần này thì cô thấy là happy hơn tuần trước là tại vì tụi nó nhớ bài nhiều hơn, tuần trước là chả nhớ gì hết. Nhưng mà tại vì cô thấy Max ta học như vậy sẽ bị lâu lắm. Nó thuộc bài nhưng mà nó khổ cho nó. Cứ cờ o hỏi cỏ, cờ o ngã, có. Thì nếu mà nó học luôn cái cờ o co là nó biết được cái sao co rồi á, thì thêm dấu hỏi vô nó dễ. Là tiếng Việt nó nhiều chữ lắm, giống như là bờ a hỏi một hồi nó mới nhớ là bạn. Okay. Bờ a ngạc bạn thành ra cũng khó tại vì nhiều chữ mà làm sao nó nhớ hết được. Thay vì mình học bờ a ba là mình biết ngay chữ ba rồi, hỏi bạn là mình không cần nhớ gì hết, là lây đó mình chỉ việc đọc thôi, nhìn vô chữ mình đọc chứ mình không đánh vần nữa. Okay. Bây giờ Max thì vẫn nhớ bài nhưng mà có nhiều chữ bị cần kêu là cờ o hỏi cờ o cờ o rồi một hồi anh mới nhớ ra là cái sau là phần gì, thành ra nó hơi bị chậm. Yeah. Nhưng mà vẫn giỏi, từ từ cô sẽ dạy đọc, cô không có đánh bằng lúc đầu thôi. Mình đánh bằng lâu lắm, đánh bằng xong rồi là khi mà biết chữ rồi là vô luôn. Rồi hai con bé kia là hôm nay là chị cho nó làm toán á, biết toán luôn rồi, nó cộng trừ rồi nó đọc số rồi luôn. Wow. Hả? Hay quá. Có. Hai đứa kia đó hả? Hai đứa con gái tốt lắm. Giờ nó đọc, giờ mình ra toán đố cho nó đó, cho nó để lại toán là tụi nó đọc bằng tiếng Việt. Wow. Rồi nó hiểu làm sao để nó viết ra cái bài toán, nó dạy ra nó đọc số luôn, đọc tới 10, học tới số tới 10.000 rồi đó. Nghe bà tiếp nó chỉ con có làm gì á? 10.000 là gì con? 10.000. 10,000. 10,000 đồng. Yeah, that can count up to 10,000. 10,000.
Well, that would take like centuries. Hai đứa bé nó thì nó khá, mẹ nó cho tụi chăm tụi nó học. Wow. Ok, tụi tới gặp em, gặp tụi nhỏ. Có gì chị tách ra cho biết ngày nào nhé. Rồi. Bye day. Ok. Alright. Bye bye chị. Bye con. Rồi, we'll have a good weekend.